Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của bóng đá STV trong buổi trưa ngày hôm nay, ngày 4 tháng 9. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì đội U16 của PVF đã xuất sắc đánh bại U16 Porto để chúng ta đứng hạng thứ 3 chung cuộc tại một giải giao hữu rất chất lượng. Tại giải giao hữu quốc tế Shanghai Future Star Cup 2023 đang được tổ chức tại Trung Quốc, đội U16 của PVF đã chạm trán với U16 Porto trong trận đấu tranh hạng 3. Và đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông được đánh giá là rất cao, bởi Porto là một đội bóng có truyền thống đào tạo trẻ ở châu Âu và là cái nôi của hàng loạt những cái tên tuổi được ra đời như là Ricardo Carvalho hay là Romutinho, Anderson v.v. Và nhắc về đội U16 Porto thì đây là một đội bóng sở hữu một lối chơi rất đậm chất châu Âu, kết hợp với sự ngẫu hứng, kỹ thuật đặc trưng của bóng đá Latin. Và đây tiếp tục là một thử thách vô cùng khó khăn, kiểm chứng cái bản lĩnh của U16 PVF ở trong giải đấu lần này. Và thật đặc biệt, U16 của PVF đã thêm một lần nữa xuất sắc vượt qua được đối thủ rất mạnh tại giải giao hữu quốc tế này. Lê Phát cùng các đồng đội của mình đã chơi rất kiên cường để cầm hòa U16 Porto với tỷ số 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Và trên chấm luân lưu thì chúng ta với bản lĩnh của đội trẻ của đến từ Việt Nam thì đã thắng chung cuộc với tỷ số đó là 4-1. Qua đó giành được vị trí hạng 3 tại giải giao hữu quốc tế Shanghai Future Star Cup 2023. Và như vậy là U16 của PVF đã có một hành trình vô cùng đáng nhớ tại Trung Quốc khi mà chúng ta đã đánh bại hàng loạt các đội bóng mạnh. Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông đã đánh bại U16 Man City và U16 của học viện Albright của Qatar để vượt qua vòng bảng. Và dù sau đó chúng ta bị đánh bại bởi đội bóng đó là U16 Cerro Osaka tại bán kết, thế nhưng chúng ta đã quật ngã được U16 Porto để đứng thứ 3 chung cuộc, cho thấy được rằng là đội bóng trẻ của PVF đã đứng dậy rất nhanh sau thất bại để chúng ta trở lên một cách mạnh mẽ hơn. U16 của PVF đã tạo ra một ấn tượng cực lớn ở giải đấu giao hữu tại Trung Quốc khi mà đã trình diễn một cái lối chơi kỹ thuật được tổ chức bài bản, khoa học, tự tin và đậm chất châu Âu. Những tiềm năng như là Lê Phát, Quang Tú, Huy Long hay là Mạnh Dũng, rất nhiều cầu thủ khác nữa đều thể hiện được mình và hứa hẹn rằng những cầu thủ đó nếu được đầu tư đúng hướng hơn nữa thì chắc chắn họ sẽ là những tương lai tươi sáng dành cho bóng đá Việt Nam ở trong thời gian gần nữa thôi. Còn vừa qua đương nhiên thì rất nhiều các cổ động viên, những chuyên gia của Đông Nam Á cũng đang cảm thấy rất tự hào với những gì mà những cầu thủ trẻ của Việt Nam chúng ta đại diện cho Đông Nam Á đã làm được, đặc biệt là đánh bại những đội bóng, những học viện hàng đầu đến từ châu Âu như là của Man City hay là Porto vừa qua. Và với huấn luyện viên Ken Tesak, một người mà cũng đã làm việc với Hoàng Anh Gia Lai và cũng đã tạo điều kiện rất nhiều cho những cầu thủ trẻ, giờ đây thì từ Thái Lan, ông ấy đã có những chia sẻ đặc biệt của mình với việc là vừa qua thì bóng đá trẻ Việt Nam từ đội tuyển U23 giành được chức vô địch của giải U23 Đông Nam Á và đặc biệt gần nhất đó là U16 của PVF đã có được tấm huy chương đồng được diễn ra ở Trung Quốc. Và Ken Tesak có chia sẻ trên tờ Xem Sport của Thái Lan như thế này: "Quả thực thì tôi có chút buồn cho bóng đá của Thái Lan. Chúng ta đã rất khó khăn ở trong giai đoạn gần đây. Tôi biết rằng những người đứng đầu đang rất trăn trở. Thế nhưng nếu chỉ ngồi đó than thở thôi thì không thay đổi được gì đâu. Bóng đá của Indo, đặc biệt là Việt Nam hiện nay đang tiến bộ không ngừng. Và cốt lõi cho sự phát triển đấy đó là đào tạo trẻ. Họ đang làm tốt hơn chúng ta. Chẳng cần phải phân tích kỹ thì chúng ta cũng có thể thấy được điều đó. Tôi nghĩ rằng giờ chúng ta có thể học hỏi từ chính Việt Nam. Ở Hoàng Anh Gia Lai thì việc tuyển chọn đào tạo là rất nghiêm ngặt. Đó là nơi sản sinh ra nhiều những tài năng trẻ dành cho bóng đá Việt Nam. Ngoài ra thì còn những lò khác nữa của Sông Lam Ngàn, của PVF hay là Học viện Nutifood, nhiều nữa. Phong trào bóng đá trẻ của Việt Nam đang ngày càng nở rộ và điều đó là điều khiến cho tôi cảm thấy ấn tượng. Nếu như Thái Lan không có những sự thay đổi thì chúng ta sẽ dần dần tụt lùi so với họ thôi." Đó là những gì mà huấn luyện viên Ken Tesak có chia sẻ về những thành công gần đây của bóng đá Việt Nam. Và trước đó thì chúng ta cũng đều biết chính huấn luyện viên Ken Tesak cũng đã rất nhiều lần tuyên bố là sẽ cho những cầu thủ trẻ, đôn những cầu thủ trẻ lên chơi tại V-League. Và cái điều người muốn đó là hỗ trợ cho cái việc phát triển nhân tài ở các cấp độ quốc gia ở Việt Nam. Và cũng chính về việc là với huấn luyện viên Ken Tesak khi mà dụng khá nhiều những cầu thủ trẻ cho Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải V-League 2023 vừa qua, thì Bruno Quang Huy cũng đã rất ca ngợi về cái hệ thống đã đi vào guồng quay rất tốt do chính Bầu Đức đã tạo nên. Nhờ hệ thống ấy kết hợp với tài năng của Ken Tesak thì Hoàng Anh Gia Lai vẫn dùng sức trẻ, thế nhưng vẫn giữ được cái bản sắc cũng như chất lượng chuyên môn của mình và đã trụ hạng thành công sớm, không tôi nhớ không nhầm
là hai vòng đấu tại V-League 2023 vừa qua. Còn từ hiện nay thì chúng ta đang có rất nhiều những học viện tuyệt vời như là Hoàng Anh Gia Lai, như trung tâm của PFF ở dưới Hưng Yên và đặc biệt là Luthi Food, được dẫn dắt bởi một ông bầu cũng là rất là thân đối với bầu Đức và cũng đã có sự hỗ trợ cho nhau khá là nhiều. Và trong số đó chắc chắn là quý vị và bạn cũng không thể không nhắc đến, đó chính là Nguyễn Quốc Việt, một cầu thủ mà cũng đã được từ học viện Luthi Food tới Hoàng Anh Gia Lai để thi đấu và giờ đây là một trong những ngôi sao sáng cho bóng đá Việt Nam và đặc biệt là cũng đã thành công với chức vô địch của giải U23 Đông Nam Á vừa qua. Còn nói về huấn luyện viên Kiên Tất Sắc thì Blue Quang Huy mới đây đã có những chia sẻ như thế này. Làm như huấn luyện viên Kiên Tất Sắc là rất tốt đó. Đó là một huấn luyện viên rất khéo léo cho nên là càng tự tin để có thể sử dụng cầu thủ trẻ cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Hoàng Anh Gia Lai những mùa giải gần đây luôn có nhiều cầu thủ trẻ tốt do họ tự đào tạo nên. Trong phong cách của Hoàng Anh Gia Lai thì những cầu thủ trẻ đặc biệt do họ đào tạo nên luôn có chỗ đứng. Đó là truyền thống cả chục năm nay mà họ đã vậy rồi, cho nên là huấn luyện viên Kiên Tất Sắc lại càng dễ làm hơn. Bản thân bầu Đức thì không gây áp lực gì dành cho ông Kiên Tất Sắc cả. Dù mức lương của huấn luyện viên Kiên Tất Sắc là không thấp, được đồn đoán lên tới khoảng từ 500 đến 700 triệu đồng trên một tháng. Mà thực tế là Kiên Tất Sắc cũng đã từng đưa Hoàng Anh Gia Lai suýt vô địch V-League 2021. Thế nhưng vì dịch bệnh mà năm đó thì giải đấu đã phải dừng lại. Gần đây thì bầu Đức chỉ cần câu lạc bộ trụ hạng thôi, cống hiến cho người hâm mộ và đất nước. Với tinh thần ấy thì Kiên Tất Sắc sẽ không bị áp lực nhiều, mà Kiên Tất Sắc lại đủ khả năng để điều tiết đưa những cầu thủ trẻ lên. Cần phải chú ý là nhiều câu lạc bộ không có áp lực, nhưng khi cài trẻ vào đá thì lối chơi lại bị phá vỡ. Còn đối với huấn luyện viên Kiên Tất Sắc thì ông ấy đã rất khéo léo, biết cách trộn cầu thủ vào mà vẫn có đường nét, không bị phá vỡ lối chơi. Cho nên là nhờ khôn khéo cho nên huấn luyện viên Kiên Tất Sắc đang làm rất tốt chuyện sử dụng những cầu thủ trẻ. Mà nếu có mong muốn dùng cầu thủ trẻ cống hiến cho đất nước mà đưa vào, mất hết đường nét thì cũng khó đá. Câu chuyện bóng đá trẻ thì dùng cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai đã được vận hành từ rất lâu rồi. Họ luôn sẵn sàng nguồn trẻ và những cầu thủ trẻ bình thường đều cùng ăn tập ở Hàm Rồng, luôn giao lưu và thấu hiểu nhau. Đội nào có thể ngại dùng cầu thủ trẻ chứ Hoàng Anh Gia Lai đưa lên thì nó là bình thường. Tất cả hàng ngày cũng vẫn cầm sinh hoạt cùng nhau, tập luyện cùng nhau. Cả trẻ lẫn đội 1 cũng thế thôi. Vì thế mà những cầu thủ trẻ được đôn lên không bị bỡ ngỡ. Họ đã trở thành một guồng quay rồi. Đội dễ đưa trẻ lên đá nhất ở V-League chính là Hoàng Anh Gia Lai. Mô hình đội hình lớn, đội trẻ tập luyện sinh hoạt cùng một khu thì Viettel Hà Nội FC cũng có. Thế nhưng cảm giác rằng cái nếp ở Hoàng Anh Gia Lai thì vẫn không có ở đâu bằng cả. Giống như một gia đình vậy, giữa các anh lớn, các anh bé, cho nên mọi chuyện diễn ra một cách vô cùng thuận lợi. Và đặc biệt nhắc về câu chuyện đó thì Bùi Quang Huy đã nhắc về Bầu Đức như thế này, thưa quý vị và các bạn. Bầu Đức là người đã có công đi tiên phong trong việc xây dựng bóng đá. Trước Bầu Đức có ai dám làm thế đâu. Sau khi Bầu Đức làm thì một loạt nơi khác họ đã noi theo. Các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai được Bầu Đức mang về đào tạo từ bé, cho nên không có gì bỡ ngỡ với nhau cả. Nhiều đội cũng có cầu thủ trẻ, thế nhưng đều là hàng từ nhiều nơi. Khi đó về thì đã 20-21 tuổi rồi. Hoàng Anh Gia Lai thì không phải như vậy. Họ đào tạo từ nhỏ thì chất lượng và sự tự tin hòa hợp thì sẽ đều hơn. Dù Hoàng Anh Gia Lai có hy sinh kết quả sử dụng cầu thủ trẻ thì họ vẫn thu về rất nhiều cái lợi, không thiệt đi đâu cả. Tất cả đều là hệ thống của Bầu Đức. Đội lớn giành thành tích nếu thiệt một chút thì lại lợi về cho đội trẻ chứ không có gì là vô ích hết cả. Và có thể ở đâu đó thì người ta đang đánh giá thấp cái đóng góp của Hoàng Anh Gia Lai cho đội tuyển Việt Nam khi hiện nay những Công Phượng, Xuân Trường hay là những Văn Thanh, Hồng Duy đang không có nhiều chỗ đứng ở trên đội tuyển quốc gia, thậm chí bị lép vế rất nhiều trước các đội bóng như là Hà Nội FC hay là Viettel v.v. Thế nhưng hãy nhớ rằng là hệ thống bóng đá trẻ là thứ tinh thần cống hiến không biết mệt mỏi cho bóng đá Việt Nam của Hoàng Anh Gia Lai, đó là điều cực kỳ quý hiếm và vô cùng đáng trân trọng. Và đặc biệt vừa qua chính là lò đào tạo của PFF nữa, một thành công ở một giải đấu quốc tế đang được tổ chức tại Trung Quốc. Quả thực thì bóng đá Việt Nam của chúng ta đã có rất nhiều thời điểm bị trầm lắng, người hâm mộ đã quay lưng. Và xin hãy nhớ rằng là chính Bầu Đức đã mang huấn luyện Park Hang-seo tới đây và đã giúp cho bóng đá Việt Nam của chúng ta V-League được trở lại, được nhiều người theo dõi hơn. Và chắc chắn không ai không biết đó chính là sự trở lại của Hoàng Gia Lai khi mà họ lên thi đấu tại V-League. Vì vậy mà có thể là trong một số thời điểm không có nhiều sự đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Thế nhưng với những gì mà Hoàng Anh Gia Lai đã đi tiên phong từ đầu và đóng góp cho bóng đá Việt Nam thực sự là quá lớn. Thì tôi nghĩ ra cái điều đó chúng ta cũng cần phải nhớ đúng không ạ?
Cái điều quan trọng nhất hiện nay đó chính là việc mà Bầu Đức đã tạo ra một cái bệ đỡ tuyệt vời dành cho bóng đá Việt Nam với sự trở lại của công tác đào tạo trẻ, và chính điều đó đã khiến cho nhiều các học viện khác đã ra đời và bóng đá Việt Nam chúng ta có được cái ngày hôm nay. Có thể là học viện của Hoàng Gia Lai không phải là số 1, thế nhưng họ cũng là những đội học viện top đầu ở Việt Nam ở trong thời điểm bây giờ, không có gì là khác cả. Còn tới đây thì bản tin của bóng đá STV cũng xin được kết thúc. Xin được kính chào và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.